6 trường hợp không được thế chấp sổ đỏ từ mùng 1 tháng 8 năm 2024. Với nhu cầu vay một số tiền lớn để làm ăn kinh doanh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng. Tuy nhiên, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ không thể đem sổ đỏ đi thế chấp để vay tiền. Vậy từ mùng 1 tháng 8 năm 2024, trường hợp nào người dân không được thế chấp sổ đỏ? Hãy cùng Luật Việt Nam tìm hiểu ngay trong video dưới đây. 1. Đất không đủ điều kiện để thế chấp. Theo Luật Đất đai năm 2024, điều kiện để quyền sử dụng đất được thế chấp là: đất đó phải có đầy đủ giấy chứng nhận, trừ một số trường hợp như đó là đất nông nghiệp chuyển đổi khi dồn điền, đổi thửa, tặng cho, là dự án bất động sản được tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài đầu nhận chuyển nhượng. Đất không có tranh chấp hoặc có nhưng đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của tòa hoặc phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. Đất không bị kê biên. Đất vẫn còn trong thời hạn sử dụng. Và quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Như vậy, nếu thiếu một trong 5 điều kiện trên thì đất chắc chắn không đủ điều kiện thế chấp. Do vậy, điều đầu tiên bạn cần phải xét tới trước khi thế chấp quyền sử dụng đất là xem đất liệu đã đủ điều kiện để thế chấp hay không đã. 2. Đất là di sản thừa kế chung với nhiều đồng thừa kế khác. Gần đây, có người dân đã gọi điện tới Tổng đài Luật Việt Nam và hỏi rằng: bố mẹ trước khi mất đã để lại cho hai anh em tôi một mảnh đất. Thời điểm đó thì anh em tôi bàn nhau để tôi là người đứng tên. Hiện nhà tôi khó khăn, liệu tôi có thể cứ vậy mà thế chấp đất mà không hỏi ý kiến em tôi được hay không? Theo Bộ Luật Dân sự, người quản lý di sản có trách nhiệm bảo quản di sản, không được mua bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng nhiều hình thức khác nhau nếu không được các đồng thừa kế đồng ý bằng văn bản. Do vậy, nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của các đồng thừa kế còn lại, thì người quản lý di sản không được thế chấp quyền sử dụng đất đó. 3. Đất đồng sở hữu. Trong các văn bản pháp luật không có khái niệm nào quy định cụ thể về đất đồng sở hữu. Tuy nhiên, đây là cách người dân thường gọi đối với một thửa đất mà có nhiều người dùng chung quyền sử dụng đất. Và cũng tương tự trường hợp đất thừa kế có nhiều đồng thừa kế. Đất đồng sở hữu cũng sẽ không được phép thế chấp nếu chưa có sự đồng ý của người còn lại. Theo đó, với những thửa đất có chung quyền sở hữu với nhiều người thì chỉ được thế chấp khi đã có sự đồng ý về việc thế chấp này từ các đồng sở hữu còn lại và có văn bản ủy quyền cho một người đứng ra thế chấp. Còn một cách khác để đất đồng sở hữu vẫn được thế chấp là các bên có thể thực hiện việc tách thửa, từ đó phần đất của ai thì người đó hoàn toàn có quyền được thế chấp. 4. Một số loại đất khác không được thế chấp quyền sử dụng đất bao gồm: đất của cơ sở tôn giáo hoặc cộng đồng dân cư, đất thuê trả tiền hàng năm, đất rừng tự nhiên, đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. 5. Người thế chấp là chưa đủ 18 tuổi, mất năng lực, hạn chế năng lực hành vi dân sự. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật Đất đai hiện hành, người chưa đủ 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự vẫn có quyền thế chấp quyền sử dụng đất nhưng không được tự mình thực hiện hoặc tự ý thực hiện việc thế chấp mà phải thông qua người đại diện. Trong đó, người đại diện theo pháp luật gồm cha, mẹ đối với con chưa thành niên, người giám hộ đối với người được giám hộ hoặc người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được tòa án chỉ định. Người do tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện đối với con chưa thành niên hoặc người giám hộ đối với người được giám hộ. Người do tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 6. Đất được giao hoặc cho thuê để người dân tộc đảm bảo cuộc sống thì không được thế chấp. Căn cứ khoản 3 điều 48 Luật Đất đai 2024, cá nhân là người dân tộc thiểu số được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo chính sách hỗ trợ đất đai để đảm bảo ổn định cuộc sống, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì không được thế chấp quyền sử dụng đất, trừ trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng chính sách. Trên đây là cập nhật của Luật Việt Nam về 6 trường hợp không được thế chấp sổ đỏ từ mùng 1 tháng 8 năm 2024. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo bạn nhé!